Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Hiện mua hàng online đang trở thành xu thế của thời đại và những mặt hàng như xe đạp thể thao cũng được đông đảo người lựa chọn mua online. Shop xe đạp thể thao VIP.com vinh hạnh được cung cấp những người bạn đồng hành cho anh chị. Đã có hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc đến với shop để chọn cho mình, cho người thân những chiếc xe đạp tốt và phù hợp. Và anh Hường ở Nagi Bình Thuận cũng là một khách hàng như thế. Anh đã đến với shop mua cho mình và cho những người bạn rất nhiều xe đạp thể thao. Tùy vào nhu cầu sở thích và tài chính của từng người, anh sẽ chọn một chiếc xe đạp ưng ý. Bất cứ ai mua xe đạp hỏi anh đều liên hệ bên em đấy. Anh trao đổi như vậy khi liên hệ với shop. Và hôm nay anh liên hệ và chia sẻ: chào shop, tôi muốn tìm mua một chiếc xe đạp touring cho nữ đi màu trắng tầm 6 triệu đổ lại. Shop gửi mệnh mẫu nhé. Và sau ít phút trao đổi, anh đã chốt mua luôn giúp người bạn một chiếc xe đạp Line FCR22 màu trắng size 48. Vâng, trước khi nào mua xe đạp thể thao từ shop xe đạp thể thao VIP.com lại đơn giản và nhanh chóng đến như vậy. Nên anh chị đang cần tìm thông tin, cần mua xe đạp thể thao hay nhấc máy và gọi 0983315936. Shop luôn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của anh chị. Và ngay bây giờ, shop sẽ kiểm tra cũng như giới thiệu nhanh tới anh chị về mẫu xe đạp touring Line FCR22 này. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, anh Hường thì mua giúp cho người bạn một chiếc FCR22 size 46. Với FCR22 thì hiện đang có hai size anh chị nhé, đó là size 46 và size 48, cùng với 4 màu rất là đẹp như màu đen đỏ, xanh trắng, màu trắng đen, màu đen trắng đây. Xe với thiết kế full nhôm. Vâng, hãng xe đạp này nổi tiếng về sản xuất xe đạp nhôm. Và với Line FCR22 này sử dụng nhôm nhẹ với thiết kế full nhôm, gồm khung nhôm, phuộc nhôm, phô tăng tay lái, cọc in nhôm, đùi đĩa nhôm, vành nhôm, may ơ cũng bằng nhôm anh chị nha. FCR22 đang được trang bị bộ chuyển động Shimano với tay đề số Shimano EF500 3x7 tốc độ, tức là xe này có 21 tốc độ. Sử dụng gạt đĩa Shimano Touring, bộ đùi đĩa 3 tầng đĩa của hãng Rohwheel bằng hợp kim nhôm cốt vuông vì bậc đạn, gạt lip Shimano nip 7 tầng, cỡ bánh là 700 với vành nhôm hai lớp cao 4cm, lan hoa bằng thép, sử dụng may ơ là bi bậc đạn anh chị nha. Vâng, chạy rất trơn và trớn và rất là bon, đạp rất là nhẹ, sử dụng phanh bằng hợp kim nhôm luôn. Và toàn bộ thông tin của chiếc FCR22 này shop đã đăng tải rất chi tiết cùng với giá của xe trên web xe đạp thể thao VIP.com. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline đang hiện trên màn hình đều được. Dù anh chị ở bất cứ nơi đâu, shop vẫn có người mang xe đến tận nhà cho anh chị, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.